giãn cách xã hội, hạn chế giao tiếp là một điều không ai mong muốn. Song, cuộc sống luôn có những biến cố khiến chúng ta rơi vào nghịch cảnh. Có người sẽ lựa chọn chịu đựng, có người lựa chọn cách vẫy vùng, chống đỡ, có người chọn cách thích nghi, và có người chọn cách tận dụng nghịch cảnh để thay đổi bản thân. Bạn đã chọn cách sống như thế nào? Và bạn đã thấy gì trong những ngày giãn cách? Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của bạn, những điều bạn đã thấy, đã nhận ra về cuộc sống của mình trong những ngày giãn cách với chúng tôi không? Chúng tôi tin rằng những câu chuyện, những trải nghiệm mà bạn chia sẻ sẽ khiến thời gian giãn cách của chúng ta trở nên đáng nhớ và đáng tự hào khi dịch bệnh qua đi. Tôi đã sống như thế nào, đã thấy những gì trong những ngày giãn cách? Trên VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn qua hotline 024 37 91 91 hoặc Facebook VOV Giao thông.